Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ dành để review nhẹ về Eda, một pháp sư hệ Ice và hiện đang làm mưa làm gió, làm bão tố đúng nghĩa luôn trong arena. Thì có một cái điểm đặc biệt về Eda mà chắc có lẽ ít bạn chú ý, đó chính là nhân vật lồng tiếng cho Eda chính là Anzaku các bạn. Các bạn biết đây là ai không? Đây cũng là người đã lồng tiếng cho Raiden Shogun. Đó, thì cái điều đó làm Eda nó thêm phần hấp dẫn đúng không? Rồi thì quay lại chủ đề chính thôi. Thì về start của Eda là một pháp sư, nhưng mà Eda có cái chỉ số start tập trung khá là nhiều vào phòng thủ các bạn, 652 phòng thủ luôn. Chỉ số attack cũng khá là ổn, 1255 attack. Máu thì nó nằm ở cái ngưỡng thấp với các bạn, nghĩa là trên mức trung bình nhưng mà vẫn còn thấp, khoảng chỉ 5.000 máu thôi. Speed thì cũng khá là thấp, 106 speed cho một bộ chiêu của Eda. Tuy nhiên thì bù lại có đến 27% crit chance và 18% effectiveness. Thì nhìn chung Eda có cái hệ chỉ số nó thiên về cái xu hướng gây sát thương và có thể là một phần chống chịu luôn, và nó thiên về debuff nữa. Cái điểm trừ của Eda đó chính là cái chỉ số speed nó không được ấn tượng cho lắm thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào bộ skill của Eda. Thì Eda trước đây á, bộ skill của Eda nó sẽ tập trung vào cái combo chiêu 3 xong rồi chiêu 2 xong rồi làm cái gì đó nữa, nhưng mà bây giờ sau khi được buff lên thì cái combo sẽ là chiêu 2 xong rồi chiêu 3 các bạn, nếu các bạn có Soul Burn. Thì mình sẽ đi vào chiêu 2 trước. Chiêu này sẽ tấn công toàn bộ mục tiêu và xóa hai buff, đồng thời là trừ combat readiness ở một lượng random là từ 15% đến 40%. Đồng thời cho Eda một cái skill nullifier nữa. Thì cái chiêu này mặc dù là cái trừ combat readiness nó random, nhưng mà khi mà nó nhảy được cái 40% này, các bạn thấy rất là ảo diệu. Nó mà nhảy cái 40% này là kẻ địch coi như là nó tụt xuống mút chỉ ở phía dưới luôn á. Cho nên là khi mà chơi cái chiêu này thì nó có nhiều yếu tố may rủi trong đây, và khi may thì các bạn sẽ cảm thấy rất là may. Rồi, các bạn có thể xóa hai buff trừ combat readiness, skill nullifier, đồng thời nếu các bạn soul burn mất hai cục lửa thì thêm lượng, nó sẽ mở đường cho cái combo qua chiêu 3 của Eda. Thì xóa hết immunity và khiên, nếu như các bạn đi trước nha, thì xóa hai buff lượng mà rồi xong rồi sẽ gây cái chiêu 3 này lên kẻ địch. Thì chiêu 3 của Eda rất là mạnh các bạn. Đó là một chiêu mà có thể stun được kẻ địch, tấn công toàn kẻ địch luôn, và tỷ lệ stun là 60. Nếu như các bạn max lên thì nó sẽ lên 85%, thì rất tiếc là nó chỉ dừng ở cái mức 85% thôi. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình dùng á, thì nó stun nhiều lúc cũng ảo diệu lắm, cho nên là nếu như các bạn không có những stunner như là Moonlight Araminta hay là những đứa mà stun 100% á, các bạn có thể xài tạm Eda cũng ổn, không có sao đâu. Chưa hết, chiêu này còn tăng combat readiness cho toàn đồng minh thêm 20%. Trước đây á, Eda nó bị một cái giới hạn là chiêu này phải crit thì mới tăng combat readiness, và tăng chỉ 5% thôi, phải crit 4 lần nó mới tăng 20. Nhưng mà bây giờ được buff lên, Eda đã bỏ mất cái vụ mà crit từng người rồi. Bây giờ bất kể các bạn crit hay không, bất kể các bạn đánh bao nhiêu người thì vẫn tăng combat readiness lên 20%, rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì khi Eda có chiêu này, nghĩa là chiêu này chưa bị cooldown á, đồng minh mà sử dụng một chiêu nên attack, thì cái chiêu này nó sẽ đẩy combat readiness của Eda lên thêm 20%. Rất là mạnh ha. Nó sẽ có cái tiềm năng combo với lại những hero mà chuyên xài những cái chiêu nên attack. Chẳng hạn các bạn thấy meta hiện tại có Ran, Plan, Conqueror Lias, Angel Plan Angelica, Mediator Caric. 5 hero đó đều là meta và 5 hero đó đều mở combat bằng những chiêu buff luôn. Cho nên là nó sẽ hút, gọi là hút combat readiness của Eda lên á. Eda không cần phải quá nhanh, khoảng chừng 204 speed thôi là vẫn có thể nối combo được với lại những hero kia. Thậm chí khi mà đi chung team với lại Mediator Caric á, thì cái team đó thường đi chậm đúng không? Eda thậm chí chỉ cần khoảng chừng 200, 201, 202 speed là cũng có thể nối combo được rồi. Cho nên các bạn, vì cái speed gốc của Eda rất là chậm, nhưng mà cái điều đó nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc combo của Eda, bởi vì cái chiêu 3 này đây nó có thể đẩy combat readiness của Eda lên khi mà đồng minh có chiêu đợt tắt. Thì đây là cái điều rất là ấn tượng. Thì đó chính là sơ lược với cái combo mà chiêu 2 xong rồi chiêu 3. Về cooldown thì cũng rất là thấp nữa các bạn. Chiêu 2 cooldown chỉ có 3 lượt thôi, mà chưa kể các bạn soul burn thì nhận lên thêm lượt nữa, là coi như chỉ có 2 lượt.
Coi như nếu như các bạn sunburn nha. Rồi cái chiêu cuối này thì cũng chỉ có 4 lượt cooldown thôi cho cái hiệu ứng mà stun rồi tăng combat readiness lung tung ở đây. Thì nhìn chung là cooldown của Eda rất là hợp lý, rất là thấp. Bây giờ mình nói qua một cái chiêu đánh thường của Eda thì đây là một chiêu đơn mục tiêu. Các bạn sẽ có 65% nâng max lên là 75% tỷ lệ phá giáp. Thì cái chiêu này nó giống như cái chiêu 1 của Thanagar các bạn. Thì nếu như các bạn mà lỡ làm gì đó với Thanagar, Thanagar là một hero 3 sao thôi, rất là dễ tìm. Nhưng mà lỡ như các bạn không có thì các bạn có thể xài tạm Eda cũng được để mà đi phá giáp trong PvE. Thì đó là sơ lược về bộ chiêu của Eda. Chức năng của Eda sẽ tỏa sáng nhiều trong PvP mọi mặt trận. Miễn là các bạn phối hợp được Eda với những hero mà chuyên mở combat bằng chiêu năng attack. Nếu như các bạn phối hợp Eda bằng những hero mà không có chiêu năng đặc tắc á, thì sức mạnh của Eda sẽ không được biểu hiện đâu các bạn. Ví dụ như các bạn dùng Eda mà các bạn đem chung với lại Closer Jaws chẳng hạn, hay là các bạn đem chung với lại Ciri chẳng hạn, thì các bạn không thể nào mà thấy Eda nó biểu diễn đâu. Nhưng mà ngược lại các bạn dùng Eda với Rann, thì các bạn thấy trong những clip trước mình có làm, Rann buff lên phá giáp, Eda lập tức nhảy lên nối combo liền Soulburn. Và chiêu 2, chiêu 3 có thể tẩy sạch team địch luôn. Và nếu như không tẩy sạch được thì cái chiêu 3 này nó cũng stun team địch, là team địch coi như bị bất động. Đó là một cái ví dụ. Rann có thể được thay thế bằng Conqueror Lilas. Conqueror Lilas nó có một cái điểm nữa là nó buff 2 lần lận, cho nên Eda nó nhảy 40% combat readiness, nhảy rất là kinh. Rồi ngoài ra Angel of Light Angelica cũng vậy. Buff 2 lần hoặc là buff 1 lần tùy các bạn đối mặt với team như thế nào. Rồi Mediator Kha'Zix thì thường thấy trong những team chậm hơn, bởi vì Kha'Zix sẽ giải hiệu ứng với Immunity, với tắc lệnh. Eda từ đó cũng nhảy lên nối combo và Soulburn ra chiêu 2 và chiêu 3. Thì đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể nghĩ đến là những cái combo bá đạo trong Arena. Để mà chống lại được cái combo đó thì khá ít lựa chọn các bạn có thể dùng Blind. Cái chức năng chiến đấu Blind là khóa Soul, và khi Eda không có Soulburn thì coi như sức mạnh đã giảm đi hết 3-4 phần rồi. Mặc dù nó còn cái stun của Eda cũng rất là đáng sợ, nhưng mà không có Soulburn á thì các bạn có thể counter lại được bằng Orbital Virage chẳng hạn, hay là những cái thể loại mà kháng cao cao một tí. Rồi ngoài ra thì Eda vì nó phụ thuộc vào những cái hero mở combat mà thuộc dạng buff lên á, cho nên là cũng khá là gọi là dè chừng khi mà đối đầu với lại Sinlin hoặc là Politis, bởi vì những hero đó nó anti buff. Thì đó là về PvP các bạn. Còn về PvE thì Eda có thể dùng được không? Thì câu trả lời của mình là vẫn dùng được các bạn, nhưng mà không có được. Nếu về PvE mà về đi map, đi đánh creep thôi, thì Eda dùng rất là tốt, bởi vì có thể stun creep nè. Rồi AoE nhiều, chiêu đánh lan nhiều, cho nên có thể dẹp creep rất là nhanh. Nhưng mà để đi boss á, thì mình nghĩ cái chức năng Eda đi boss nó chỉ gói gọn trong cái phá giáp này thôi, chứ không có nhiều chức năng hay ho, cho nên là về PvE mình không có đánh giá cao lắm. Mặc dù là vẫn có thể dùng được các bạn. Thì đó là sơ lược về chức năng của Eda, chủ yếu tập trung vào Arena mà thiên hướng là thiên hướng tấn công debuff luôn, chứ không phải là thiên hướng mà phòng thủ. Rồi mình nói sơ qua về cách build đồ cho Eda. Thì Eda với cái đặc trưng như nãy giờ mình nói á, thì cần phải có một lượng speed nhất định. Các bạn không thể nào mà để Eda 106 speed mà bước vào Arena thì cũng chẳng có làm được gì đâu. Cho nên là ít nhất là 200 speed các bạn. Và đó là Eda trong team chậm nha. Còn trong team nhanh á, thì Eda nó phải có cái lượng speed mà đủ để nối combo với hero nhanh nhất trong team của bạn. Ví dụ như các bạn có Conqueror Lilias hoặc là Rann 300 speed. Rann nó chỉ buff một lần thôi thì các bạn phải có ít nhất là 240 speed. Bởi vì Rann buff một lần mà Eda nhảy 20% combat readiness đúng không? Thì ít nhất Eda phải có 240 speed để có thể nối combo với Rann được. Ngược lại Conqueror Lilias thì nó buff tới 2 lần lận, cho nên các bạn chỉ cần khoảng 180 mấy speed thôi, hoặc có thể là dưới 200 speed thì nối combo với Conqueror Lilias vẫn ổn. Cho nên là cái mốc speed mình khuyến nghị đó chính là khoảng chừng 240 speed là có thể ổn được rồi. Từ đây nó sẽ có hai cái hướng build cho các bạn. Một là các bạn tập trung hoàn toàn vào khả năng debuff của Eda. Hai là các bạn có thể lai giữa sát thương và debuff. Và có thể thêm một khả năng nữa là các bạn full sát thương luôn. Nhưng mà cái khả năng full sát thương thì nó hơi
thì mình không được thích cái cách đó lắm, mặc dù nó vẫn mạnh các bạn, mặc dù nó vẫn mạnh. Bởi vì là Eda nó có cái tiềm năng gây debuff và nhất là cái stun khá là hay á, cho nên là mình vẫn thích là build Eda theo cái hướng mà có được effectiveness để gây debuff hơn. Attack á, thì các bạn nên để đâu khoảng chừng 3000. Crit chance thì mặc dù được buff lên Eda không cần crit, nhưng mà nếu mà các bạn build sát thương á thì vẫn nên để ý cái chỉ số crit này khoảng 80-90% để mà có thể crit được kẻ địch. Vẫn nên ưu tiên build crit lên hơn và không có phí đi cái lượng crit mà Eda đã có sẵn ở đây. Crit damage thì không cần phải quá cao đâu các bạn, khoảng chừng 250. Nếu thấp hơn tí 230-240 thì cũng ổn thôi, thì các bạn tùy vào cái móc đồ các bạn. Và effectiveness thì mình thích cái chỉ số là khoảng chừng 50-60% effectiveness để cho bên địch nó đừng có kháng nhãm. Ví dụ các bạn muốn stun Aravi hay là Fallen Cecilia đi chẳng hạn, những cái thể loại mà khá là nguy hiểm, tăng cờ nguy hiểm thì các bạn vẫn có thể đủ để stun được. Còn cái trường hợp mà để 0% effectiveness á, 0% thì không được, tại vì nó có sẵn rồi, 18% effectiveness và nâng full sát thương luôn á, thì các bạn dùng Eda được ở những cái team mà nó gọi là nó mỏng mỏng giấy giấy thôi. Chứ các bạn mà đi vô gặp những cái team mà có con McLui đó đứng đó là cũng hơi bị ghê, bởi vì McLui là nó có buff resistance cho cả team. McLui đứng đó, Eda không đủ resistance, Eda không thể stun được thì ai biết được có chuyện gì xảy ra đúng không? Không thể stun được là các bạn đã bỏ đi một cái cơ hội rất là lớn để thắng rồi á. Cho nên là theo ý của mình thì vẫn nên nâng effectiveness lên. Đó là sơ lược về chỉ số. Về set đồ thì sao? Set đồ thì mình nghĩ dễ nhất là set speed. Các bạn hãy nâng gọi là up cái set speed cho Eda thì nâng speed sẽ dễ hơn. Ngoài ra vì cái tiềm năng nối combo rất là mạnh, Eda có thể hoàn toàn build những cái set đồ khác, ví dụ như set cộng crit damage, set destruction đó, hoặc là set rage cũng được, bởi vì Eda gây hiệu ứng rất là nhiều, có thể dùng set rage luôn, hoặc là đi nối combo với những hero mà gây hiệu ứng nhiều đó, như là Ran hay là có cơ rồi Lilias gì đó cũng gây được debuff nhiều, có thể dùng set rage được. Rồi ngoài ra thì nó hơi lạ lùng hơn, các bạn có thể dùng set injury, các bạn có thể dùng set attack, nói chung là có rất là nhiều cách build tùy vào cái hero mà phối hợp chung với Eda. Nếu như cái hero đó chỉ buff một lần thôi thì vẫn nên dùng set speed. Còn nếu như hero phối hợp với Eda, tiêu biểu là Conqueror Lilias, buff tới 2 lần lận, thì các bạn có thể dùng những set đồ khác và hạ speed xuống khoảng chừng 108-109 speed là ok. Về artifact cho Eda thì có khá là ít lựa chọn á, không có nhiều, bởi vì là đi BBB mà BBB thì có một vài cái lựa chọn thôi. Đầu tiên các bạn có thể cân nhắc dùng Abyssal Crown để mà stun kẻ địch. Các bạn có thể dùng Etika Scepter để mà giảm cooldown cho Eda. Các bạn có thể dùng cái artifact mà của Eda luôn, thì lúc này Eda sẽ mang cái thiên hướng là support nhiều hơn, bởi vì nó sẽ buff crit chance cho toàn đồng minh và tự tăng effectiveness cho bản thân Eda. Thì nếu như các bạn muốn build Eda mà muốn stun được luôn McLui á, thì các bạn hãy nên cân nhắc đến artifact này. Rồi thì đó là ba cái artifact mà mình nghĩ có thể được dùng cho Eda các bạn. Những artifact khác thì nếu như thích các bạn có thể dùng về 5 sao thôi nha, về 5 sao. Nếu như thích thì các bạn có thể dùng, nhưng mà mình nghĩ là Abyssal Crown, Etika với lại Trial Calamity là những artifact khá phù hợp. Về 4 sao thì không thể phủ nhận được cái sức mạnh của cái cuốn sách này đây. Sẽ cho Eda khả năng Soulburn, cho ngày 2 cục lửa lúc đầu luôn. Soulburn combo chiêu 2, chiêu 3 là chuẩn bài cho Eda luôn. Về những artifact common á, thì nó cũng dễ chọn thôi. Các bạn có thể dùng Symbol Unity. Nếu như các bạn build Eda thì kiểu full sát thương, các bạn muốn Eda trâu bò hơn thì có thể dùng Brute of Valor. Các bạn muốn gây bất ngờ thì có thể dùng cái War On này nè, bởi vì sau 3 lượt kẻ địch Eda sẽ tự động nhảy lên thì nó sẽ gây bất ngờ thôi. Về 4 sao thì về sát thương có Portrait và Saviors. Và về 3 sao thì có cái Tonfa, là những cái lựa chọn mà khá là quen thuộc rồi. Thì nhìn chung giữa artifact common và artifact của pháp sư á, mình nghĩ nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn hãy nên lấy cái cuốn sách này hơn là những cái artifact mà common bên này, nhất là những hạt guild world này nè, thì các bạn nên gắn những hero khác so với lại Eda nhiều hơn. Thì đó là sơ lược về cái artifact cho Eda. Tiết mục tiếp theo chính là tiết mục khoe đồ và đây chính là Eda của mình các bạn. Thì như các bạn biết á, mình rất thích Eda. Bởi vì cái chiêu thức rất là mạnh, không phải mạnh mà gọi là rất là mạnh về về thị lực có nghĩa là nó nhìn đẹp, nhìn đẹp,
thì cho nên là mình mắc xích chân rồi. Và đồ của mình, start của mình là như thế này các bạn, 235 bit. Mình rất muốn nâng lên 204 luôn á, nhưng mà thiệt sự là không có đủ đồ cho nên 235 bit thôi. Lâu lâu vẫn bị hụt, gọi là bị cắt lượt á, nhảm lắm. Attack của mình được 3600 và crit thì được nhiều đây, 97 crit và 200, gần 250 crit dam. Thì nhìn chung gây sát thương cũng khá ổn các bạn, với một cái team mà bị phá giáp á, Era có thể càn hết nguyên cái team địch luôn chỉ với một chiêu 2 thôi. Với những hero tăng cờ thì có thể cần dùng combo chiêu 2, chiêu 3 thì mới có thể càn được. Thì đó là về một team bị phá giáp nha các bạn. Còn với một team mà không bị phá giáp á, thì combo Soulburn chiêu 2, chiêu 3 có thể càn được những hero mà máu giấy cho đến bruiser thường thường, ví dụ 13, 14, 15 ngàn máu gì đó thì vẫn có thể giết được. Nhưng mà những cái tăng cờ như là FCC hay là Crow gì đó thì combo đó không có thể giết được. Thì đó là sơ lược về sát thương của Eda. Effectiveness thì mình để 46% effectiveness, rất là tiếc, mình cũng muốn nâng lên khoảng chừng 50, 60 gì đó. Nhưng mà mình thấy cũng là khá ổn rồi, để mà stun những đứa nguy hiểm như là sát thương chính bên địch, hay là con Angel of Angelica, hay là con Ravi gì đó thì vẫn có khả năng stun được. Đồ thì như thế này, nhìn chung thì cũng tào lao lắm. Và nhất là có một cái món offset ở đây nữa, rất là tiếc. Artifact thì mình dùng cái cuốn Soulburn này, và khi mà gặp những cái team có Blind thì mình ban nó đi hoặc là né nó ra, bởi vì Soulburn mà mình phụ thuộc nhiều vào cái combo Soulburn chiêu 2, chiêu 3. Thì đó là về phiên bản Eda của mình các bạn. Hy vọng các bạn có được những cái thông tin cơ bản về hero này và có thể xây dựng cho các bạn một cái team đi arena mạnh. Theo mình thấy là khá là mạnh nếu như các bạn có thêm Ran hoặc là Conqueror Lilias á. Các bạn cứ bích team Ran hoặc Lilias xong rồi Eda vô, rồi các bạn thêm Flan chẳng hạn, rồi các bạn thêm tiếp Diabolitis hay là Izeria gì đó vân vân, thì các bạn cứ cứ chill cho lên tới Master luôn. như các bạn đã thấy, mình có một vài cái clip đánh RTE này một team duy nhất thôi và nó chạy lên Master luôn. Thì đó chính là video review nhẹ về Eda, và hy vọng là các bạn thấy được video này có ích. Và nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy nhớ like, share và sub nha nếu các bạn chưa sub. Rồi thì mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.